Hello, xin chào quý anh chị, lại là em Thi đây. Hôm nay em Thi tiếp tục đi review bất động sản thực tế cho quý anh chị theo xem. Hiện tại là em Thi đang có mặt tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, có một lô đất rất là đẹp, rất là rẻ để đầu tư cho anh chị. Lô này thì theo em thấy thì còn đầu tư được, không thì mấy anh chị nào mà có nhu cầu xây nhà ở Diên Khánh á, thì lô này cũng còn gọi là xây nhà được nha. Đất cực kỳ đẹp, mặt tiền rộng 10 mét, rất là đẹp nha. Đó, nhưng mà trước khi đi vào thông tin chi tiết lô đất á, thì em xin chúc quý anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Đó, hiện tại là em Thi đang có mặt tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh để gửi đến quý anh chị đầu tư một lô rất đẹp. Lô này á thì trước mắt anh chị thấy á là em Thi cũng chia sẻ chân thật luôn là lô này á thì là lô cuối đường, nhưng mà không phải là cuối đường nha, đường cục chứ không phải là cuối đường nha. Đó, lô này rất là đẹp anh chị, 100 mét vuông nhưng mà diện tích của nó là 10 x 10 anh chị, cực kỳ đẹp nha anh chị. Đó, mặt tiền của nó là từ trụ ở đây nè là 10 mét, đó, 10 mét ngang, 10 mét dài, 10 mét đó anh chị, là cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ vuông luôn, vuông như cái bánh chưng luôn đó, cái câu cửa miệng của em là vuông như cái bánh chưng luôn đó, rất là đẹp. Đường thì đường bê tông hiện tại rộng 4 mét, đường này thì ô tô vào tận nơi nha. Đó, lô này là chưa đến 900 triệu nha anh chị, đất Diên Toàn mà chưa đến 900 triệu là lô này thì em thấy là giá rẻ đó anh chị, giá rẻ nha. Đó, đó, lô này là sổ hồng riêng rồi, đã có sổ hồng riêng rồi, thổ cư đầy đủ. Đó, thổ cư là đầy đủ nha. Lô này thì giống như là đất dân người ta cắt ra bán đó. Đó, sổ hồng riêng rồi, thổ cư đầy đủ, mua bán là công chứng ngay nha quý anh chị. Đó, Diên Toàn thì cực kỳ gần anh chị. Diên Toàn thì về Nha Trang tầm khoảng có 10 cây à, 10 cây số à. Mặc dù nó là thuộc là Diên Khánh, nhưng mà nếu như mà Nha Trang lên thành phố trực thuộc trung ương á, thì khi mà Nha Trang mở rộng ra diện tích ra thì Nha Trang sẽ lấy diện tích đất của Diên An và Diên Toàn, thì khả năng là Diên Toàn sẽ được sáp nhập vào thành phố Nha Trang nha quý anh chị. Khả năng cao là Diên An sẽ được sáp Diên An, Diên Toàn là sẽ được sáp nhập vào thành phố Nha Trang, nên cái vị trí này cũng rất là tiềm năng nha anh chị. 100 mét vuông mà chưa đến 900 triệu thì theo em thấy thì vẫn còn đầu tư được. Đó, thì từ vị trí kết nối như thế nào ạ? Từ đây mình đi ra lại đường Ủy ban á, thì Ủy ban và đường Võ Nguyên Giáp á, đi vào đây thì tầm khoảng 800-900 mét thôi. 800-900 mét là chúng ta đi ra lại Ủy ban xã Diên Toàn. 800-900 mét cũng là khoảng cách mà chúng ta đi ra lại đường Võ Nguyên Giáp luôn nha. Đó, còn đi qua chợ Diên Toàn, từ đây mà đi qua chợ Diên Toàn thì khoảng 1,5 cây cho anh chị, khoảng 1,5 cây thôi, rất là gần. Còn từ đây mà đi về lại trung tâm thành phố Nha Trang thì tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 10 cây thôi, cực kỳ gần. 10 cây số là chúng ta đã lên tới đất rồi. Đi xe máy hoặc ô tô thì nó đâu đó khoảng 10 phút là tới rồi. Đi ô tô thì nhanh hơn. Đó, thì cái lô này rất là đẹp anh chị. Lô này rất là đẹp nha. Đó, vuông vức luôn. Đường ô tô. Đó, có ranh giới đàng hoàng đây. Có ranh giới rõ ràng này anh chị. Có lớp gạch. Có lớp gạch. Bên kia cũng có một cái lớp gạch luôn. Đó, ranh giới rõ ràng rồi. Bên em Thi là mua bán là anh chị yên tâm. Bàn giao ranh giới là một cái, thứ hai á là pháp lý phải an toàn. Sổ đỏ là phải thổ cư 100%. Nên là vì vậy là quý anh chị mà mua bán bên em á, thì phải luôn luôn là yên tâm. Bởi vì em Thi luôn luôn là phải thắt khe cái chuyện đó, phải luôn luôn đảm bảo cho anh chị cái chuyện mà pháp lý an toàn, pháp lý chuẩn chỉnh như thế nào. Lô này là sổ hồng riêng. Hiện tại sổ hồng là đâu đó là 60-70 mét vuông thổ cư rồi. Có nghĩa đất ở trên đây đất đã có thổ cư rồi. Quý anh chị mua về là muốn xây nhà thì đầu tư thôi. Lô này thì theo em thấy nó có nhiều mục đích như sau. Cái thứ nhất là anh chị có thể đầu tư ở đây. Nói chung là nó có thể đầu tư ở đây tại vì giá đất nó chưa tới 10 triệu mét. Diên Toàn mà chưa tới 10 triệu thì em thấy ok. Cái thứ hai là anh chị có thể mua để xây nhà ở. Những anh chị nào đang công tác tại thị trấn Diên Khánh nè, hoặc là đang công tác tại thành phố Nha Trang mà mua đất xây nhà ở đây cũng được, tại vì cái khoảng cách về Nha Trang nó quá gần. Anh chị đi di chuyển theo trục đường Võ Nguyên Giáp á, thì đi ví dụ như buổi sáng đi làm thì cũng tốn khoảng 10-15 phút thôi, cũng không có xa lắm đâu anh chị. Đi trục đường Võ Nguyên Giáp lên đây chỉ có khoảng 10-15 phút thôi, đi xe máy đó rất là gần nha anh chị. Đó, đây thì cũng có nhà rồi nè. Đó, đây thì nhà nè. Đó, đường thì ô tô, đường ô tô vào tận nơi nha quý anh chị, đường ô tô vào tận nơi, đường rộng 4 mét bê tông. Đó, rất là đẹp. Đường này thì ô tô vào tận nơi nha quý anh chị. Đó, xung quanh là nhà dân ở hiện hữu rồi, không có phải lo gì hết. Đó, đường này là cái đường đi vào. Đó, đường này thì nối thông qua xã Diên An. Đó, đường này đường thông nè, nối thông qua xã Diên An. Một đầu này thì qua xã Diên An, còn cái đầu ngược lại á, là chúng ta đi ra là Ủy ban xã Diên Toàn. Đó, ra Ủy ban, ra Võ Nguyên Giáp. Nói chung là hai đầu đường là đều thông, hai đầu đường lớn là đều thông. Thông đều ra thông ra Võ Nguyên Giáp hết nha anh chị. Đó, rất là đẹp. Đó, đường đều thông hết, đường ô tô đi nha. Đó, có một cái lô rất là đẹp.
100 mét vuông mà 10 x 10. Đó, đất rất là vuông vứt nha anh chị. Đất là vuông như hình bánh chưng luôn. Đó, nhắc tới bánh chưng là thấy là gần Tết rồi. Đó, em cũng đang đi quay gần Tết đây anh chị ơi. Đó. Thì thông tin lô đất, chi tiết lô đất á, thì em cũng đã nói trong clip rồi. Quý anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này á, thì vui lòng là kết nối với em Thi qua số điện thoại dưới phần mô tả để em Thi tư vấn chi tiết cũng như là đưa anh chị đi xem thực tế luôn nha. Đó, em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Quý anh chị nhớ like và đăng ký kênh của em để mà liên tục cập nhật cái tình hình thị trường bất động sản Nha Trang cũng như là ủng hộ em Thi nhiều hơn. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc quý anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Em Thi xin chào và hẹn gặp lại.